Bình Định đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Địa phương đã có nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân, vừa bảo đảm an toàn phòng dịch, vừa duy trì sản xuất để ổn định đời sống của người dân. Làng rau Thuận Nghĩa sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp có diện tích hơn 38 hectare, sản lượng từ 4 đến 5 tấn rau củ quả mỗi ngày. Mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại địa phương, tuy nhiên các thành viên hợp tác xã vẫn duy trì sản xuất, bảo đảm an toàn phòng dịch. Nông dân chúng tôi là cũng sản xuất bình thường như mọi năm, tuy nhiên tình hình dịch COVID thì giá cả cũng thấp hơn so với mọi năm. Nhưng mà hợp tác xã và thương lái vẫn thu mua bình thường. Song song với duy trì sản xuất, người dân nơi đây còn tích cực hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Nam hơn 3 tấn rau củ quả các loại và một số địa phương trong tỉnh Bình Định đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Bà con cũng như hợp tác xã cùng nhau vận động để mà viên góp ủng hộ cho các đồng bào ở vùng dịch, để mà chia sẻ cái tấm lòng mong bà con ở vùng dịch vượt qua những cái khó khăn, thách thức trong cái mùa dịch. Phát huy truyền thống tốt đẹp tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tỉnh Bình Định tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, hướng dẫn bà con nông dân nỗ lực vượt qua khó khăn do đại dịch, vươn lên để ổn định cuộc sống, đồng thời tiếp tục hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần, động viên người dân vùng dịch đoàn kết, quyết tâm ngăn chặn để đẩy lùi dịch bệnh. Từ ngày 21 tháng 7 đến nay, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đã kết nối được hơn 145 đầu mối để tiêu thụ hơn 19.000 tấn nông thủy sản. 5.600 tấn nông sản được hỗ trợ kết nối tiêu thụ thông qua tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, còn lại nông dân bán cho các thương lái và nhờ sự hỗ trợ kết nối để cung cấp cho các siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn. Các điểm bán hàng bình ổn giá, chợ không đồng được Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức. Qua chủ động rà soát, từ nay đến cuối tháng 9 năm 2021, thành phố Cần Thơ cần tiêu thụ khoảng 4.700 tấn trái cây, trên 600 tấn rau củ và hơn 39.500 tấn thủy sản, trong đó có hơn 38.000 tấn cá tra. Thưa quý vị, từ 10 đến 300% là tỷ lệ tăng giá của nhiều nguyên liệu nhập khẩu 6 tháng đầu năm. Đây là mức tăng giá cao nhất trong vòng 8 năm qua. Thực tế này đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất trong nước và khiến cho nhiều doanh nghiệp buộc phải tăng giá thành của sản phẩm, gây bất ổn kinh tế vĩ mô, tạo áp lực lớn lên chỉ số CPI của toàn nền kinh tế trong nửa cuối của năm 2021. Nửa năm 2021, chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu sản xuất tăng 4,79% so với cùng kỳ, nguyên liệu từ gang, sắt thép tăng 9,61%, nhóm nguyên vật liệu sản xuất nông lâm thủy sản tăng 15,26%, thức ăn chăn nuôi tăng 11,05%, bắp, đậu, cám gạo tăng mạnh từ 20 đến 70%. Giá của các nguyên vật liệu đầu vào tăng từ 20 đến 40%. Điều đó thì làm giảm rất nhiều lợi nhuận của doanh nghiệp. Là chi phí đầu vào, chi phí vận chuyển ngày một tăng cao dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu đầu vào, làm đội chi phí giá thành sản xuất. Các mặt hàng như than đá, sắt thép, phân bón, nhu cầu trong nước cao nhưng doanh nghiệp lại tập trung xuất khẩu. Doanh nghiệp sản xuất trong nước buộc phải nhập khẩu với giá cao. Trước tình hình đó, Bộ Công Thương đã chỉ thị tăng cường quản lý xuất nhập khẩu, giao Cục Phòng vệ Thương mại rà soát, xem xét đề xuất các biện pháp phòng vệ thương mại phù hợp với quy định pháp luật, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất trong nước. Thưa quý vị, trước nguy cơ mất khách hàng, mất thị trường vì đứt gãy sản xuất, các doanh nghiệp thủy sản miền Tây vừa gửi kiến nghị đến lãnh đạo tỉnh Cà Mau và Hậu Giang, bày tỏ lo ngại sẽ mất khách hàng nếu tình hình không được cải thiện. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau và Hậu Giang cần xem xét nếu doanh nghiệp đáp ứng phương án phòng chống dịch, các công nhân tiêm đủ 2 mũi vaccine thì có thể cho hoạt động 100% công suất trở lại trong điều kiện bình thường mới. Thay vì áp dụng 3 tại chỗ thì doanh nghiệp có thể áp dụng 1 cung đường 2 điểm đến. Mà ở đó điểm đến 1 là nhà máy, điểm đến 2 là nhà ở công nhân thay vì ăn nghỉ tại chỗ. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết thời gian qua việc đăng ký dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4, đổi giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đáp ứng một phần nhu cầu đổi và cấp lại giấy phép lái xe của người dân. Tuy nhiên, kể từ khi một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội, đến nay vẫn còn 14.700 giấy phép lái xe quá thời hạn cấp đổi. Do thực hiện giãn cách xã hội, một số người chưa đến gửi hồ sơ và chụp ảnh trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe, hoặc chưa nhận được giấy phép lái xe. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân,
Tổng cục Đường bộ chấp thuận để người có giấy phép lái xe quá hạn, có thông báo xác nhận được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội và sau 10 ngày kể từ khi kết thúc giãn cách xã hội.